Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Trong thời gian vừa qua thì uh, kênh cũng không được lên chuyện đều lắm Thì cũng có một số lý do Tất nhiên là cũng rất mong anh chị em thông cảm Thứ nhất là đang trong quá trình phải điều chỉnh lại kênh kiếm Mới hệ thống Để có thể quay trở lại kiếm Mới hệ thống cùng với hai anh em trong thời gian sớm nhất Cái thứ hai nữa là cũng có cuối năm rồi Cũng có rất là nhiều các cái việc nó phát sinh Mình không lường trước được, đặc biệt là đám cưới <laughs> Thế cho nên là rất mong các quý vị khán thính giả, các anh chị em thông cảm. Khi mà ổn định lại thì mình sẽ vẫn lên lịch đều cho các anh chị em hai tập một ngày, thậm chí là nhiều hơn để chúng ta cùng sinh hoạt với nhau, cùng có những giây phút thư giãn thoải mái. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với Băng Hỏa Ba Trù tập 32. Niệm băng thẩm phát thể chỉ cần có thể sống sót một ngày nào đó, mình sẽ nghĩ lại biện pháp lấy lại những thứ này. Gia lạp mạng địch tư vung long chảo lên, những thứ niệm băng mang, mang ra đều bay tới trước mặt nó. Nó dùng long trào, cầm hỏa diễm chi thần bích bảo hao, khen. Không tội, thật sự rất không tội. Đồ tốt như vậy chỉ có gia lạp mạng địch tư vĩ đại mới có thể sở hữu à. Phượng nữ tay nắm ly thiên kiếm, do khẩn trương mà trắng ra không còn chút máu. Niệm băng dùng tay trái ôm eo của nàng, nhẹ nhàng bấm vài cái, ý bảo nàng không nên xúc động. Đồ vật cũng đã lấy ra rồi, chỉ cần có thể còn sống ly khai khỏi nơi này, mọi thứ đều có thể bàn sau. Một lát sau, từ thanh mộng, Long Linh cùng với băng nguyệt do minh đoàn, tất cả mọi người được tạp lạc dẫn lại đây. Vừa nhìn thấy bà bối đầy đất, hòa nhị hai mắt sáng rực, mới vừa muốn tới nhặt, lại bị tạp lạc một trường đẩy sang một bên. Tạp lạc cả giận nói, lúc nào rồi còn không sửa được cái bệnh tham tài của ngươi. Hoa nhị ngây ra một lúc, lúc nào nhìn thấy thân thể to lớn của hòa hệ cự long gia lạp mạn địch tư nhất thời trở nên trầm mặc niệm băng ho khan một tiếng nói gia lạp mạn địch tư vĩ đại chúng ta đã tới đầy đủ rồi hiện tại chúng ta có thể ly khai chứ gia lạp mạn địch tư dương dương tự đắc nhìn niệm băng nói được ngươi còn hậu nhân của tiểu phá điểu có thể đi đương nhiên kiếm của nàng phải lưu lại những người khác thì ở chỗ này chờ chết đi niệm băng trong óc ong ong suýt nữa thì nổ tung ngươi nói cái gì chẳng lẽ vĩ đại những ngươi cũng muốn nuốt lời sao Gia lạp mạng địch tư cố làm ra vẻ oan uổng nói Vì đại như ta sao có thể nuốt lời Vừa rồi ta chỉ nói là mấy thứ này của ngươi có thể đổi mạng Cũng không đáp ứng ngươi đổi mạng của mọi người Chỉ có thể đổi mạng của chính ngươi mà thôi Niệm băng hô hấp đã có chút không đều Gia lạp mạng địch tư Thì tính là một vật đổi một mạng Mấy thứ này cũng có thể đổi được bốn mạng Hơn nữa kiếm của phượng nữ hẳn là chỉ chúng ta có thể ly khai năm người Không 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 Ngươi không làm như vậy Trao đổi như thế nào là ta định đoạt, nếu ngươi không muốn đi, bồi tiếp bọn họ ở chỗ này chờ chết thì ta cũng không có phản đối. Giọng của gia lạp mạng địch tư âm hiểm giống như tiểu nhân. Phương nữ giận dữ, ta vinh hơi liều mạng, đánh. Thế là tiểu phá điều thì còn có năng lực đó, ngươi vẫn còn quá non. Ta cũng chưa nói là những người khác đều không thể đi, bật quá cũng phải đem đồ vật để đổi mạng. Ta, gia lạp mạng địch tư với đại chỉ có hai sở thích, một là bảo bối này, mà thứ hai ha, chính là ăn ngon nếu các người có cái gì ăn ngon mang ra đổi có lẽ có thể suy tính một chút đương nhiên phải ngon hơn thứ này mới được long trả vung lên chẳng biết từ đâu lấy ra một con cá khô to đưa vào trong miệng bắt đầu nhai biến hóa bất ngờ khiến địa băng sinh ra cảm giác muốn cởi lớn ha, ăn đây chính là thứ ta am hiểu nhất à là ngươi ngày đó thanh âm kia là của ngươi từ thanh mộng đột nhiên kinh hô Gia lạp mạng địch tư cười hắc hắc, không sai tiểu nha đầu, trí nhớ thật là tốt. Ngày đó người đã làm thứ mỉ gì đó, người cũng không tội, không biết ăn vào thì có vị đạo như thế nào. Như vậy được rồi, ngươi làm vài thứ gì ngon ngon cho ta phẩm thường. Nếu có thể khiến ta hài lòng, chỉ cần mình ngươi lưu lại nấu cơm cho ta. Những người khác, ta có thể để cho đi. Trong lòng địa băng đột nhiên nổ lên một ý nghĩ quái dị. Này, Gia lạp bạn địch tư sở dĩ làm khó dễ mọi người, chẳng lẽ là vì muốn lưu tử thanh mộng lại để nấu cơm sao? Nếu là như thế thì có cách giải quyết rồi. Nắm được nguyên cớ, niệm băng nhất thời tỉnh táo lại, khẽ cười, nói <cười> gia lạp bạn địch tư vĩ đại. Thực vật của nhân loại chúng ta là mỹ diệu nhất, há có thể mang cá khô mà người ăn có thể so sánh được. Ta chính là một trụ sư của nhân loại, nếu ngài nguyện ý ta rất mong được vất vả vì ngài. Gia lạp bạn địch tư trong mắt sáng ngời, hắn ăn cá khô này sớm đã chán rồi. Giống như Niệm băng phán đoán, mạng của những người này đối với hắn mà nói thì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là có thể ăn được thực vật có mỹ vị. Người cũng biết nấu cơm sao? Tốt lắm, vậy ngươi đến đây đi. Bất quá nếu ngươi làm được đồ ăn ngon, những người khác có thể đi, ngươi phải lưu lại. Nghe hắn nói như vậy, niệm băng không khỏi có chút buồn cười. Người ta nói chơi với hổ, mình hiện tại gọi là chơi với lòng đi. Niệm băng, còn có ta nữa. Từ thanh mộng vài bước chạy đến bên cạnh niệm băng, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Niệm băng lắc đầu nói, không, chủ nghệ của ngươi sao có thể thỏa mãn Gia lập mạng địch tư vĩ đại chứ? Mọi người có nhược điểm của chính mình, Long cũng không ngoại lệ. Nếu đã tìm được nhược điểm của gia lập mạng địch tư, niệm băng tràn ngập tin tưởng đối với chính mình. Gia lập mạng địch tư Long trong mắt, quang mang lóe lên. Nhìn niệm băng nói. Nói thì vô dụng. Ngươi làm cho ta nếm thử. Chỉ cần có thể khiến ta hài lòng, các bảng hữu này của ngươi có thể đi. Niệm băng, phương nữ vội vàng kéo hắn. Niệm băng mỉm cười nói. Yên tâm, không có việc gì, Chẳng lẽ ngươi không tin chủ nghệ của ta sao? Nhưng... Niệm băng dùng mắt chặn phượng nữ, khẽ lắc đầu. Ý bảo nàng không nên nói thêm gì nữa. ngẩng đầu nhìn về phía Gia Lạp Mạn Địch Tư, thở dài một tiếng nói. Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại, ngài ở chỗ này ngủ. Nói vậy, đối với ngoại giới cũng không có hiểu rõ. Ta ở thế giới nhân loại có danh xưng là băng hỏa ma chủ. Có lẽ mà pháp của ta căn bản không thể lọt vào nhãn pháp của ngài. Thế nhưng dùng để nấu ăn thì cũng là đủ rồi. Dùng ma pháp nấu ăn, Gia lạp mạng địch tư đã có vẻ không thể chờ đợi được nữa. Thân thể to lớn đang ngồi lại đứng lên, chiếc đầu to hướng về phía niệm băng. Vậy còn chần chờ gì nữa? Lập tức nấu cho ta ăn. Trong lòng của niệm băng cười thầm, một con cựu long tham ăn. Trên mặt toát ra vẻ trầm thống. Gia lạp mạng địch tư, thật sự xin lỗi ngài. Với chủ nghệ của ta, ta vốn tuyệt đối có nắm chắc khiến ngài hài lòng. Nhưng là hiện tại cánh tay phải của ta đã bị thủ hạ của ngài đánh vỡ, gần cốt đứt đoạn. Tay phải có thể nói sinh mạng của chủ sư chúng ta không có tay phải, ta sao có thể nấu ra thứ khiến ngài hài lòng. Nói đến đây thì vẻ mặt của Niệm Băng có vẻ cực kỳ bi thống, phảng phất như không thể nấu cho gia lạp mạn địch tư vĩ đại ăn mà tiếc nuối. Lo lắng trong lòng phượng nữ giờ này hoàn toàn biến mất, nhìn bộ dáng của Niệm Băng, nàng thiếu chút nữa cười thành tiếng. Hắn chính là đang rất mũi gia lạp mạn địch tư, xuất sắc nhất chính là hắn đều nói sự thật. Gia lạp mạn địch tư nhìn cánh tay phải buông thõng xuống của Niệm Băng, gần cốt đứt đoạn. À, ngươi bị long dẫn tiễn của Kim nghe tiểu tử bắn vào. Niệm băng gật đầu thở dài đáp Ai, ai vốn đây là rau lỗi của ta Nhưng hiện tại lại cần tay phải để nấu cơm cho ngài Thế nhưng không có kiểu giai quang minh hệ trị liệu ma pháp Gân cốt của ta rất khó nối lại được Gia lạp mạng địch tư vĩ đại Ngài có thể cho ta mượn dược gì để trị liệu Chỉ cần tay phải của ta khỏi Lập tức có thể nấu ăn ngài Là một cự long Không thể nghi ngờ Gia lạp mạng địch tư có trí tuệ cực cao Thế nhưng hắn dù sao thì cũng không thể giả hoạt được như nhân loại Thấy niệm băng biểu diễn một hồi Hắn khinh thường hờ một tiếng kiểu dài quan hệ ma pháp có thể trị được còn muốn dược vật làm gì đứng ở đó đừng nhúc nhích ta trước chữa trị cánh tay cho ngươi đến lúc đó ngươi mà làm không ra thứ gì ngon ta sẽ đem cả hai cánh tay phế đi vừa nói hắn vừa chậm rãi giơ một long chảo lên thanh âm trầm thấp giống như rên gì không ngừng từ long khẩu phát ra trên năm đồng ngón tay dần dần ngưng kết năm đoàn kim sắc quang mang nhỏ không thể hiểu được thanh âm của hắn tựa hồ đó là ngôn ngữ của long kim quang chợt bùng lên ra lạp bạn địch tư gầm nhẹ một tiếng, năm đạo kim sắc quang mang trùm lên thân thể của niệm băng. Đó là khí thứ vô cùng tinh thuần. Loại khí tức này niệm băng từng cảm thụ được trên thánh rượu thạch, giống như đắm chìm trong xuân phong. Thân thể vốn suy yếu trong màn kim sắc quang mang được tái tạo. Cảm giác tràn ngập lực lượng ngay cả băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực toàn qua trong cơ thể cũng được kim sắc quang mang ảnh hưởng mà xoay tròn càng nhanh. Điều khiến niệm băng kinh hỉ chính là vai phải vốn không có cảm giác gì lúc này đã xuất hiện cảm giác ê ẩm Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng kinh mạch và xương cốt trên vai đang không ngừng nối lại, được kim sắc quang mang xoa dịu, huyết mạch từ từ thông suốt, tay phải vô lực một lần nữa lại khôi phục tri giác. Cảm nhận gân cốt không ngừng được trọng sinh, quả là kỳ dị. Niệm băng càng thêm vui mừng. Hòa hệ cự long ra lập mạng địch tư trước mặt không còn đáng sợ như trước nữa, chỉ ít trong tình huống nhất định hoàn toàn có thể lợi dụng hắn. Chỉ là trong lòng của Niệm băng có chút nghi hoặc. Hắn rõ ràng là một hỏa hệ cự long, quan hệ ma pháp này từ đâu mà có bất quá bất luận hiện tại có nghi hoặc gì cũng không bằng nỗi vui sướng khi thân thể trọng thương đang nhanh chóng khôi phục lại khôi phục khỏe mạnh như trước mọi sự sẽ trở nên khả quan cảm giác sót càng ngày càng tăng trong màn kim sắc quang mang thân thể hắn tất cả cảm giác đau đớn không ngừng giảm bớt thử cử động cánh tay phải cảm giác quen thuộc đã khôi phục hắn có thể tự nhiên khống chế cánh tay phải vạch băng ra nhìn vết thương chỉ thấy vết thương vốn kinh khủng cũng đã hoàn toàn biến mất ngay cả một vết sẹo cũng không còn đột nhiên kiểm soát quang mang chuyển hóa thành lam sắc đó là thủy thủy ôn nhu không ngừng khiến cánh tay đang sốt của hắn dễ chịu mỗi lần nước gợn đều khiến cho hắn thêm cảm giác trên cánh tay cử động năm ngón tay thấy linh hoạt như trước kia tựa như chưa bao giờ bị thương vậy quang mang dần ảm đạm rồi biến mất trong lòng động lớn không một tiếng động tất cả mọi người rung động bởi ma pháp kỳ dị của hỏa hệ cự long gia lập mạng địch tư quan hệ cùng thủy hệ lưỡng chủng ma pháp lại từ một thân hòa hệ phát ra cảnh tượng kỳ dị đã vượt qua phạm vi mà mọi người có thể lý giải được rồi lấy quang minh chữa trị lấy thủy làm dịu tay người đã không còn vấn đề gì hiện tại có thể bắt đầu rồi gia lạp mạng địch tư phảng phất như chỉ vừa làm một việc vặt dưng dưng tự đắc nhìn niệm băng thở một hơi dài trong mắt hắn tràn ngập vẻ khát vọng niệm băng mỉm cười nói đương nhiên là có thể rồi mời ngài chờ một chút Vừa nói hắn vừa lấy ra các công cụ dùng để nấu nướng rồi lại lấy vài nguyên liệu từ bọn Lý Đắc, Phong Vân. Dưới sự theo dõi của gia lập mạng địch tư, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, ánh mắt một lần nữa hướng về phía cự long, tựa hồ có chút xấu hổ nói. Gia lập mạng địch tư vĩ đại, thật là không có ý tứ, ngài có thể cho ta mượn mấy thứ, nếu không có thì ta không thể nấu được. Gia lập mạng địch tư có vẻ bực mình nói, mượn gì? Người sao lại phiền tóa như vậy? Muốn mượn cái gì có thể liên quan tới việc người nấu nướng? Tiểu tử, người nếu dối gạt ta, hậu quả biết rồi đấy. Niệm băng cười hắc hắc nói Ta làm sao dám lừa gạt ngài Bất quá là một chủ sư Muốn sửa soạn cho các món ăn Cần phải có đủ các loại công cụ Nhưng là ta vừa rồi đã bị ngài lấy đi hết Ta dùng gì để nấu cho ngài đây Đương nhiên những thứ đó đã thuộc về ngài Cho nên ta muốn ngài cho ta mượn để dùng Dùng để nấu nướng cho ngài Ngươi chèn ta, ta không biết chèn ngươi sao Giá lạp mạn địch tư Chúng ta đọ xem, xem ai hơn được ai Giá lạp mạn địch tư long trảo linh hoạt như tay người chĩa một ngón ra chỉ chỉ vào mấy bả bối mới đoạt được từ niệm băng Ý của ngươi là nói Thứ này là thái đao của ngươi Niệm băng khẽ cười nói Đúng vậy, ngài đưa chúng cho ta mượn đi Ngài ta nhất định sẽ khiến ngài hài lòng Gia lạt mạng địch tư bất mãn nói Nhân loại thật sự là một trùng tộc lãng phí Tiểu tử ngươi so với ta còn xa chỉ hơn Đưa người đây Long trả vung lên Đạo hồng sắc quang mang đưa tam thanh thần nhận Cùng với thánh diệu thạch đến trước mặt niệm băng Niệm băng kiềm chế tâm tình kích động khom lưng nắm băng tuyết nữ thần đích thán tức cùng với hòa diễm thần bích bảo hao trong tay cảm giác cốt nhục tương liên khiến hắn run rẩy một chập bạn cũ các người lại trở về rồi yên tâm đi bất luận như thế nào ta cũng không để mất các người nữa vừa nghĩ vừa tranh thủ nhập những thứ kia vào không gian chi giới không cho ra lạp mạng địch tư có cơ hội để bất mãn niệm băng bảo hai gã giang bình giúp mình dựng bếp hơi suy nghĩ một chút tôi đóng nguyên liệu lấy ra một mảnh sườn lợn lớn khẽ cười nói nơi này đơn sơ ta sẽ làm cho ngài một món sườn ta nghĩ ngài nhất định sẽ thích gia lạp mạn địch tư có thân thể lớn như vậy niệm băng cũng không cắt nhỏ sườn trực tiếp để vào giữa nồi sau đó dùng băng hệ ma pháp ngưng kết một khối băng cứng đặt vào trong nồi rồi dùng hỏa diễm thuật để tan băng biến thành nước gia lạp mạn địch tư từ hồ đã quên hết những người khác vài bước đi tới bên người niệm băng tò mò nhìn động tác của hắn tiểu tử người có băng hỏa lưỡng trục ma pháp niệm băng gật đầu mỉm cười nói nhưng cũng vô pháp so với ngài Ngài chỉ ít có tam chủng ma pháp, ta chỉ có lưỡng chủng mà thôi. Không, 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 không phải giống nhau, ta dùng quang minh hệ cùng thủy hệ ma pháp chỉ là thông qua mô phỏng mà thôi. Mà băng hỏa lưỡng chủng ma pháp này của ngươi là từ bản thân ngươi có. à, thể chế như vậy thật đúng là yếm thấy à. Bật quá ma pháp của ngươi quá kém, mà pháp lực trong thân thể nhốn nhà nhốn nháo, cứ chuyển chuyển thì làm sao làm được cái gì. Niệm băng hoàn toàn không nghe thấy câu tiếp theo, khi hắn nghe được mô phỏng hai chữ, trong đầu như nổ ầm ầm vốn là ở sương mù âm u trong nháy mắt lộ ra ánh dạng đông tựa như là trước mặt hắn đã mở ra một cánh cửa ma pháp động tác trong tay ngừng lại không ngừng thì thào nhắc mãi hai chữ mô phỏng rõ ràng đã nghĩ ra cái gì nhưng thủy trung vô pháp nắm được rõ ràng gia lập mạn địch tư gõ chảo lên đầu niệm băng làm hắn hồi thần này màu nấu nhanh đừng có ngờ ra ta đã đói bụng rồi niệm băng tỉnh táo lại khống chế sự hưng phấn trong lòng hắn biết hiện tại không phải lúc hỏi han mà kể cả hỏi Gia lạp mạng địch tư cũng không nói cho mình. Thu nhấp tâm thần, xoa xoa chỗ bị gõ nói. Gia lạp mạng địch tư vĩ đại, ngài không biết sườn này dùng băng thủy, thịt sẽ trở nên tươi hơn, nóng lòng thì không ăn được đậu hũ nóng, ngài chờ một chút. Gia lạp mạng địch tư hừ một tiếng, đưa long đầu đến gần nồi, long mục bộc lộ khát vọng. Đậu hũ nóng thì ta cập một miếng cũng hết, bất quá đây là đậu hũ gì? Địa bằng kiên nhẫn giải thích. Đậu hũ là một loại thực vật được chế từ đậu tương, giá trị dinh dưỡng phi thường cao, hơn nữa vị đạo thơm ngon, nếu ngài muốn ăn, sau này có cơ hội thì ta làm cho. Được được, sau này cơ hội rất nhiều, ta hiện tại đã bắt đầu tin tưởng ngươi là chủ sư rồi. Thành ẩm của Gia lập mạng địch tư trở nên mềm đi rất nhiều, tựa như là một hài tử. Mọi người đứng bên mục trường khổng ngốc, Niệm Băng cùng Hòa Hệ Cự Long gia lập mạnh địch tư ở chỗ này, còn đâu là địch thủ nữa, hoàn toàn giống như là bằng hữu đang nói chuyện với nhau. Cự Long lúc này có bộ dáng rất buồn cười, cái mông phình to ngoe ngoài ở phía sau lòng vĩ tráng kiện nhẹ nhàng đông đưa một chảo trước chống cầm nhìn chằm chằm vào nồi chảo kia chậm chãi đập đập mặt đất thần thái đó bộ dáng đó hoàn toàn giống như là một người một thực khách bồn chồn chờ thức ăn ngon phượng nữ đi về một bên vách động đến đây đi nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta chuẩn bị đi ra tạp lạc đi tới bên cạnh phượng nữ thấp giọng hỏi phượng nữ tiểu thư cự lòng kia thật sự sẽ thả cho chúng ta ly khai sao phượng nữ mỉm cười đáp Chẳng lẽ ngươi còn chưa tiên chủ nghệ của Niệm Băng? Thỏa mãn vị giác của đầu long này, đối với hắn mà nói thì không có gì là khó, với tài trí của Niệm Băng thì không có vấn đề gì. Tạp Lạc có chút lo lắng nói, cứ cho là đầu long kia giữ lời hứa để chúng ta ly khai, nhưng Niệm Băng thì làm sao? Lần này bởi vì chuyện quà giang binh đoàn mà chúng ta đến nơi đây, nếu để hắn một mình lưu lại, ta sao có thể an tâm? Nếu chúng ta đi, Niệm Băng chết trong tay cự long, vậy thì Nhìn bộ dáng của tạp lạc chân tình bộc lộ, phượng nữ không khỏi có thêm vài phần hào cảm, mỉm cười. Điểm ấy người có thể yên tâm, chỉ ít sinh mệnh của niệm băng không có gì nguy hiểm. Ta tin, chỉ cần sau khi cự long này phẩm thường thực phẩm hắn làm, sẽ coi hắn giống như bà bối, sao nỡ thương tổn hắn chứ. Về phần ly khai nơi này như thế nào, phải xem trí tuệ của niệm băng thôi. Trước kia nghe nói qua cự long rất tham ăn, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại tham ăn đến mức này. Chỉ khi chúng ta đều ly khai trước, địa băng mới không có gì cố kỵ. Tạp lạc hội trưởng, Kẻ lấy cái chai đen vừa rồi có phải người thuê ngươi? Tạp lạc ngây người ra một lúc cúi đầu đáp. Có lẽ là như vậy. Hắn thành âm mặc dù thay đổi, khí thức phát ra trên người cũng thay đổi. Nhưng hình thể lại không thay đổi. hắc ám mà Pháp Sư cũng vẫn còn tồn tại. Sau này trở về dòng binh đoàn, chúng ta tiền đồ cũng không lạc quan rồi. phụ nữ lắc đầu nói. Cũng không nhất định. Người nọ nếu là hắc ám ma pháp sư lấy được mặc áo đạt ti phong ấn chi bình mà ra lập mà địch tư nói thì tất cả có mục đích không muốn lộ ra. Cả người chỉ bất quá là một dòng binh đoàn mà thôi hủy diệt các người đối với hắn cũng không có gì tốt ta nghĩ chân chính hắc ám giả nhất định sẽ không làm chuyện bất lợi đối với mình người tốt người bảo mọi người trước hãy nghỉ ngơi một hồi đi bọn họ bên này nói chuyện với nhau niệm băng bên kia đã bắt đầu hành động hắn đem xương sườn được ngâm trong băng thủy ra để trên một chiếc thớt dùng một hỏa diễm thuật đặt dưới nồi bắt đầu đun băng thủy đồng thời hắn cho tại băng trong nước để vào hạt tiêu hạt hồi hành gừng khoảng 10 loại gia vị dưới tác dụng của hỏa diễm nước trong nồi nhanh chóng sôi trào hương khí từ các loại gia vị theo hơi nước tỏa ra bốn phía mũi của gia lạp mạn địch tư hít liên tục hô to thơm quá hết sức thơm phấn chẳng còn gì là vẻ của một con cự long sống mấy vạn năm tiểu tử xương sườn này của ngươi bao giờ thì có thể ăn ta đã sắp không đợi được rồi người nhanh lên một chút nhanh lên một chút gia lạp mạn địch tư không ngừng thúc giục hắn vội nĩa băng lại không hề vội chút nào bình tĩnh nói thứ cả ngon nấu nướng lại càng phiền toái nhất là cả cái khối sườn này muốn cho nó hoàn toàn ngấm được gia vị là rất khó muốn nó ngon phải có ba điều kiện đầu tiên hòa hậu phải đều đều thứ hai ngấm gia vị phải đều đều đệ thứ ba chính là ở hỗn hợp nguyên liệu vừa đủ nếu ngài muốn ăn sườn cách thể bình thường ta lập tức có thể làm ra cho ngài ăn nếu ngài muốn ăn sườn cực phẩm thì phải đợi một chút không biết ngài muốn ăn loại nào gia lạp mạn địch tư nuốt một ngụm long tiên có chút bực bội nói ta đợi ta đợi là được rồi cần bao lâu nữa ta đói niệm băng thản nhiên đáp sẽ không quá lâu đừng nói chuyện với ta quấy giải ta nấu cơm sẽ khiến cho vị đạo bị thay đổi chẳng lẽ ngươi muốn thứ phẩm sao không 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 ta không quấy giải ngươi nữa ngươi làm đi làm đi vì để có thực vật có mỹ vị để ăn hiện tại gia lập mạn địch tư đã hoàn toàn vứt bỏ phẩm giá của mình nhấp nháy lăng mục chờ đợi trong lòng của niệm băng cười thầm gia lập mạn địch tư à gia lập mạn địch tư chỉ cần ta nắm được cái miệng của ngươi, ta không tin người còn có thể thương hại ta. về phần sau này ai khu xử ai, sợ rằng còn chưa chắc. dưới sự dẫn động của ma pháp, thánh rượu châu nhảy vào trong tay, niệm băng chiếu quang mang từ thánh rượu châu lên khối sườn. một lúc sau hắn đem thánh rượu châu cất đi, rồi lấy một chai rượu đều đều rót trên khối sườn. xong rồi hắn lập tức lấy ra băng tuyết nữ thần đích thán thức. Dưới sự thôi động của băng nguyên tố, thần lộ đao trước sau chém ra 256 nhát trên mặt trên của khối sườn, lưu lại 256 dấu vết. Sau đó hắn lại lật ngược khối sườn, lại dùng chính dương đao tạo thành 256 dấu vết, dùng rượu tưới lên lần thứ hai. Vừa giờ hắn vừa cố ý giải thích cho gia lạp mạng địch tư nghe. Bang cùng hòa hai loại ma pháp nguyên tố bất đồng, được rượu tác dụng rồi dung hợp vào khối sườn bởi vì ta sử dụng băng hỏa hai loại nguyên tố với số lượng khác nhau biến hóa thành chín loại mùi vị rượu có thể loại bỏ mùi máu trên sườn cũng giúp mùi vị của thịt phát ra hơn nữa băng hỏa hai loại ma pháp nguyên tố ngấm vào có thể giúp sườn càng dễ ngấm hơn mùi vị của thịt càng ngon hơn gia đạp mà địch tư vĩ đại mời ngươi tạo ra một đống lửa đây một đống lửa nhỏ là được rồi để chóng ăn được món sườn thơm ngon này gia lạp mạn địch tư cũng không nghĩ tới việc tại sao niệm mang lại bảo mình nhóm lửa lòng chỉ bắn ra trên mặt đất bốc lên một đống lửa. Niệm băng tiện tay ném đi, xương sườn nhất thời bay tới xoay tròn trên ngọn lửa. Lúc nó hạ xuống, niệm băng dùng thần lộ đao cùng với chính dương đào đẩy lên, khiến khối sườn không ngừng xoay tròn. Mùi thơm của rượu và thịt bay ra bốn phía, cùng với mùi thơm từ canh hỗn hợp gia vị bên kia, khiến gia lạp mạn địch tư sớm đã bật chỉ bất giác nước miếng ròng ròng. Trong long mục, khát vọng lại bốc lên càng mãnh liệt. Lúc mà sơn chín được một nửa, Niệm băng dùng thần lộ đao lấy sườn ra, đi tới bên nồi, dùng môi múc ra các loại gia vị khỏi nồi, chỉ còn lại một nồi canh, cho sườn vào nồi. Niệm băng đậy vung lại, thì thào niệm vài câu chú ngữ, từ sắc hỏa diễm từ hai tay hắn bốc lên, phân biệt vỗ lên hai bên nồi, khiến nhiệt lượng không ngừng được truyền vào trong nồi. Đồng thời hắn quay đầu hướng về phía gia lạp mạn địch từ nói, giúp ta đẻ vung, đừng cho một chút nước nào tràn ra, nếu không mùi vị sẽ bay mất. Được. Gia lạp mạn địch từ lại nuốt một ngụm nước miếng lớn, vội vàng đặt long chảo lên trên vung. Hơi nước không ngừng bốc lên trên nhưng không thể đẩy được vung ra, chỉ có thể thoát được từ mấy lỗ nhỏ trên vung. Mùi thịt và mùi canh kết hợp hoàn mỹ, hương khí nồng đậm mê người. Đừng nói là gia lạp mạn địch tư, ngay cả các thành viên trong dòng binh đoàn thành viên cũng đang không ngừng nuốt nước miếng. Một lát sau, niệm băng thu hồi ma pháp nói, được rồi, không cần giữ nữa. Gia lạp mạn địch tư nhấc chảo ra, niệm băng mở vung, nhanh chóng cho vào đó một chút xì dầu và muối để cho nước canh sôi trào khiến gia vị và canh cùng dung nhập với sườn. khi đun cách thủy gần xong cho muối vào là có mục đích. bởi vì nếu lúc bắt đầu mà cho muối mặc dù có thể dễ dàng nhập vị nhưng thịt lại rất nhừ, vị đạo cũng kém đi nhiều. lấy ngạo thiên đao ra, trước ánh mắt hung ác của gia lạp mạn địch tư trực tiếp cắt một miếng thịt trong nồi, thổi thổi mấy cái rồi đưa vào miệng nhẹ nhàng nhấm nháp. gia lạp mạn địch tư thấy niệm băng đang say mê ăn thì nhất thời giận dữ, long chảo dơ lên vừa muốn trừng phạt gã nhân loại to gan dám màn mất mỹ thực của chính mình liền nghe niệm băng nói à cũng không tệ lắm mặc dù vội bằng một chút nhưng miễn cưỡng có thể ăn long trào của gia lạp mạn địch tư nhất thời dừng ở giữa không trung hưng phấn nói có thể ăn sao thật tốt quá gian khổ chờ đợi rốt cuộc cũng đến lúc được hưởng rồi niệm băng lại dùng ngạo thiên đao cắt một miếng sườn nhỏ hướng về phía gia lạp mạn địch tư gật đầu gia lạp mạn địch tư cũng không khách khí hữu trào thò vào nồi đang sôi sùng sục chộp lấy cả miếng sườn lớn rồi đưa cả miếng sườn vào miệng nhai tiếng nhai nhóp nhép không ngừng vang lên niệm băng nhìn thấy liền co mày cả miếng sườn lớn chỉ là nhai vài cái đã bị gia lạp mạng địch tư nuốt sạch chành xanh niệm băng nhíu mày nói vì đạo thế nào gia lạp mạng địch tư vĩ đại gia lạp mạng địch tư long mục tràn đầy vẻ say mê ngon thật sự là rất ngon niệm băng chừng mắt nhìn hắn nói chỉ là ngon thôi sao gia lạp mạng địch tư khó hiểu đáp ngon còn chưa đủ sao ta Gia lạp mạt địch Tơ vĩ đại có thể nói rằng người nấu ăn ngon, đó là vinh hạnh của ngươi rồi. Lúc này đến phiên niệm băng khinh thường hờ một tiếng nói, người nuốt chừng như vậy thì còn biết gì là mỹ vị nữa, uổng phí một phen khổ tâm của ta. Gia lạp mạt địch Tơ sừng sốt hỏi, ăn còn phải chú ý cái gì nữa, không phải nhai vài cái rồi nuốt sao? Niệm băng ngạo nghĩa nói, nấu ăn phải chú ý, ăn cũng phải chú ý, thanh mộng, người tới đây. Niệm băng quay sang gọi từ thanh mộng, từ thanh mộng nghi hoặc bước tới trước mặt hắn, niệm băng cầm ngạo thiên đao mà trên đó còn có một miếng sườn nhỏ đưa cho nàng nói. Ngươi ăn thử, sau đó nói cho chúng ta cùng với gia lạp mạng địch tư vĩ đại biết, miếng sườn này có mùi vị như thế nào. Từ thanh mộng tiếp nhận ngạo thiên đao, đưa miếng sườn vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt. Một lát sau trong mắt toát ra vẻ tán thán. Dưới tác dụng của lưỡng trùng ma pháp kia, sườn lợn biến hóa thành hàng trăm loại tư vị, thịt sườn vừa thơm vừa mềm, thơm mà không béo, kỳ lạ nhất chính là mùi thơm của rượu dưới tác dụng của ma pháp vẫn được bảo trì trong thịt rồi còn có hương của các loại gia vị khiến cho thịt sườn dung hợp hoàn mỹ mùi thơm của gia vị và thịt chính là sự biến hóa của mùi thơm nồng của rượu và ma pháp thật sự là mỹ vị trốn nhân gian nhất là ở việc điều khiển hòa hậu quả thực rất tốt ta khẳng định là không thể làm ngon được như vậy niệm băng tiếp nhận ngạ thiên đao từ tử thanh mộng hướng về gia lạp mạng địch từ nói người nghe thấy chưa Ta nấu thứ gì đó đều phải tinh tế thưởng thức mới có thể thấy được đạo lý bên trong. Chỉ có biết cách giám thưởng mới có thể từ thực vật mà thu được lạc thú lớn nhất. Người tùy tiện ăn như vậy chỉ có thể thấy được một chút hương khí, cũng chỉ có thể bình luận là ăn ngon mà thôi. Người không cảm thấy đưa mỹ vị vào bụng như vậy quá thiệt thòi cho nó sao? Giá lạp mạng đình tư hấp hay mắt lầm bẩm Người nói có chút đạo lý, bất quá ta phải làm thế nào? Niệm băng mỉm cười đáp. Nếu ngài định giữ ta lại, chúng ta sau này có thể có thời gian luận bàn về mỹ thực. Ta sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon, ngài có phải nên thực hiện lời hứa đưa bằng hữu của ta ra ngoài chỉ cần ngài muốn ăn ta tùy thời đều có thể làm nấu cho ngài ăn Giá lạp mạn định tư quét mắt về phía mọi người do dự một chút nói được rồi bất quá ta còn có một điều kiện niệm bằng nhíu mày nói còn có điều kiện gia lạp mạn định tư vĩ đại ngài cần phải xứng đáng với hai chữ vĩ đại nói lời phải biết giữ lời Giá lạp mạn định tư cười hắc hắc nói hờ 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 ta nói thì đương nhiên giữ lời bất quá tiểu thường ơi rất giả hoạt ta không thể không phòng bị nếu không sau này ta sao chế phục được ngươi như vậy đi ngươi công kích ta một lần như vậy ta sẽ có quyền lấy đi tính mệnh của ngươi sinh mạng ngươi bị uy hiếp ta sẽ không sợ tiểu tử ngươi không vào khuôn khổ chỉ cần ngươi công kích ta xong ta lập tức đưa bằng hiếu của ngươi ra ngoài cự long sống mấy nghìn năm cũng không phải dễ đối phó tới lúc này thì niệm băng đã không còn đường nào để lựa chọn nữa không do dự niệm băng chẳng để ý phượng nữ long linh đang lo lắng định ngăn cản ngạo thiên đao trong tay chém ra một đạo phong nhận bắn ra đánh lên người gia lạp mạn địch tư nhưng ngay cả một dấu vết cũng không thấy lưu lại. Gia Lạp Mạn Địch tơ có chút hưng phấn phát ra một tiếng long ngâm rung trời, hồng sắc quang mang từ thân thể khổng lồ quán phát ra. Trong nháy mắt bao vây đám phượng nữ hơn 30 người, long rực rung lên, quạt cho niệm băng lão đảo té ngã trên đất. Gia Lạp Mạn Địch tơ mang theo đám phượng nữ bay thẳng hướng lên trên không. Long Linh hai mắt đẫm lệ hướng về phía niệm băng hồ lớn, "Niệm băng, người nhất định phải sống sót, chuyện người đáp ứng ta nhất định phải làm." Phượng nữ cũng hô, "Niệm băng, nhất định phải còn sống, còn sống mới có cơ hội báo thù, có lẽ ta sẽ nghĩ đến chuyện làm nữ bằng hữu của ngươi từ thanh mộng cũng hô ta cùng ca ca sẽ tới thủ đô của áo lan đế quốc đầu nhập vào ngân vũ dòng binh đoàn người nếu còn sống ly khai nơi này hãy đến đó tìm chúng ta niệm băng mỉm cười hướng về phía mọi người vẫy tay trên mặt không hề có một tia bi thương nào cả phượng nữ ngươi phải nhớ lời linh nhi cho ta một cơ hội không được lấy sư cửu nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt đẹp của long linh tên ngốc này ngày đó là ta gạt ngươi ta căn bản chưa hề đính hôn ta ở băng tuyết thành chờ ngươi cho dù là phải chờ cả đời người đã đáp ứng cha ta đi tham gia tân dệ ma pháp du đại hội rồi vì chúng ta người nhất định phải còn sống Ai, các người thật phiền phức sinh ly tử biệt thì làm sao gia lập mạng địch tư tăng tốc độ phi hành thanh âm của long linh và phượng nữ không thể nghe được nữa nhìn thân ảnh của bọn họ rời đi niệm mang ánh mắt có chút mê ly huyệt động này thật lớn con long làm bạn muốn ly khai dễ vậy sao hiện tại cũng chỉ có thể lần mò từng bước hy vọng vị gia lập mạng địch tư vĩ đại này có thể vĩnh viễn háo ăn như vậy nếu thế mình chỉ ít cũng có thể sống sót. Nhìn thoáng qua tay phải có thể vận chuyển như ý, Niệm băng ngồi xuống bên cạnh đống chân bào của gia lạp mạn địch tư. Hắn đối với tình cảnh trước mặt không lạc quan cũng không bi quan, trong đầu hồi tưởng về hai chữ mô phỏng, suy nghĩ về cách để tu luyện băng hỏa đồng nguyên ba pháp. Chờ đợi vận khí, không bằng nỗ lực để thăng thực lực. Mặc dù hắn cũng không hy vọng xa vời có thể chống lại hỏa hệ cự long gia lạp mạn địch tư, nhưng chỉ cần thực lực để thăng, trung quy cũng sẽ có cơ hội. Từ khi phụ mẫu hãm thân ở băng thần tháp, hắn đã nuôi dưỡng được tính cách kiên nhẫn, không hề từ bỏ, không hề báo trước. Mặt đất chấn động, gia lập mạn địch tư vĩ đại đã quay lại. Tiểu tử, ta đã thực hiện lời hứa đưa bằng hiếu của ngươi an toàn ra ngoài. Không còn điều gì phải lo lắng, niệm băng lãnh đạm nhìn gia lập mạn địch tư nói. Nói như vậy, ta hẳn là phải cảm tạ ngươi. Được rồi, ta phải tiểu tử. Tên của ta là niệm băng. Gia lập mạn địch tư cả giận. Hỗn đạt, đây là ngữ khí mà ngươi dùng để nói chuyện với gia lạp mà địch Tư vĩ đại sao? Đừng quên, ngươi đã từng công kích ta, ta tùy thời đều có thể lấy đi tính mệnh của ngươi. Niệm băng thản nhiên đáp, chỉ sợ ngươi không dám thôi. Ăn thức ăn ta nấu rồi, ta không tin ngươi có thể có hứng thú với thực vật khác. Chúng ta trao đổi một chút có được không? Ngươi nói cho ta nghe một chút về mô phỏng ma pháp, ta dạy cho ngươi cách phẩm thường mỹ thực. Thế nào? Gia lạp mà định tư hưởng một tiếng nói, ngươi sai rồi, ngươi phải nhớ kỹ, Người chỉ là một nhân loại hèn mọn, căn bản không có quyền nói điều kiện với gia lạp mạng địch tư vĩ đại. Lời vừa dứt, Niệm Băng chỉ cảm thấy toàn thân căng lên, đã bị lòng chảo to lớn của gia lạp mạng địch tư nhắc lên, khí thức nóng rực xâm nhập vào thân thể, bỗ y trên người nhất thời hóa thành cho bụi. Gia lạp mạng địch tư tiện tay vung lên, ném Niệm Băng ngã trên mặt đất, da rẻ kéo mặt đất gồ ghề tạo thành hơn 10 vết thương, đau đớn kịch liệt, khiến cho Niệm Băng phải rên rỉ thành tiếng, trong đầu một trận mông lung nhất thời ngất đi. Này này, người không nhất thời yếu ớt như vậy chứ? Gia Lạp Mạn Địch Tư thấy Niệm Băng ngã xuống đất chẳng còn phản ứng gì, không khỏi hoảng sợ. Hắn đương nhiên không để ý tới sống chết của Niệm Băng, nhưng là hắn để ý rất tự kỹ tới mỹ thực của mình. Đây chính là thứ mà trước đây hắn chưa từng gặp qua bao giờ. E sợ Niệm Băng đã chết, vội vàng phóng xuất một quang minh hệ trị liệu ma pháp trên người hắn, vết thương nhất thời khép lại. Gia Lạp Mạn Địch Tư xem xét tình trạng thân thể của Niệm Băng một chút, lúc này mới yên tâm quay sang một bên ngủ. Lúc Niệm Băng tỉnh dậy, phía trên huyệt động đã trở nên tối sầm, hắn phát hiện thân thể của mình không một chỗ nào không khỏe pháp lực trong cơ thể mặc dù thiếu thốn nhưng cũng còn đến chừng nam thành xuất ra một hỏa diễm thuật chiếu sáng xung quanh cự long gia lạp mạn địch tư đang nằm đó ngủ còn tài bảo của hắn đang lấp lánh dưới hỏa quang trong lòng khẽ động hắn lớn tiếng gọi tên gia lạp mạn địch tư nhưng cự long ngủ quá sâu bất luận hắn gọi thế nào cũng không có phản ứng trong lòng niệm bang mừng rỡ mặc dù hắn không chắc mình có thể chạy thoát nhưng không thử một chút thì sao có thể biết được Băng tuyết nữ thần vĩ đại thỉnh ban cho ta sự phẫn nộ của người đưa chúng ta tới mê thất bình hạn bạo phong tuyết. Băng nguyên tố ngưng tụ dưới chân. niệm băng cẩn thận khống chế ma pháp năng lượng không cho thoát ra ngoài nâng thân thể từ từ bay lên hướng về phía đỉnh. Năng lực của bạo phong tuyết vốn không đủ để mang hắn bay cao như vậy. Thế nhưng hắn có băng tuyết nữ thần đích thán tức với sự trợ giúp của cực phẩm băng hệ bảo thạch băng tuyết nữ thần chi thạch công hiệu của bạo phong tuyết được tăng cường thừa khả năng nâng thân thể của hắn bay cao trăm trượng đầu tiên niệm băng còn sợ đánh thức gia lạp mạng địch tư cho nên bay rất chậm nhưng sau khi qua trăm trượng gia lạp mạng địch tư vẫn không có phản ứng gì như trước phát hiện điều này hắn bạo gan toàn lực gia tốc dùng bạo phong tuyết đẩy thân thể lên cao động khẩu càng ngày càng gần niệm băng đã thấy được mấy vì sao trong trời đêm vầng trăng giống như đĩa ngọc nằm ở chân trời xa nhìn thấy vậy hốc mắt của hắn đã có chút ươn ướt rốt cục có thể đào thoát sao ngay khi niệm băng tới động khẩu chuẩn bị bay ra ngoài, một cái đầu thật lớn xuất hiện trước mặt hắn. Này, niệm băng tiểu tử, ngươi muốn già đó hả? Thành ngầm quen thuộc, hồng sắc quang mang chiếu sáng xung quanh. Chủ nhân của chiếc đầu lớn chính là hỏa hệ cự long gia lạp Mạng địch tư. Niệm băng trong lòng trầm xuống, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy long trào của gia lạp Mạng địch tư khẽ búng. Bạo phong tuyết dưới chân hắn nhất thời biến mất vô tung. Vừa muốn dụng xuất ma pháp, thân thể của hắn đã bị hỏa hệ ma pháp của gia lạp mạng địch tư chế trụ, cảm giác bị đè xuống trong nháy mắt chuyển đến thân thể của hắn rơi xuống đất giống như lưu tinh hết rồi đây là ý niệm đầu tiên khi thân thể của niệm băng rơi xuống từ chỗ cao như vậy mà rơi xuống sợ rằng chẳng còn khớp xương nào nguyên vẹn sức ép mãnh liệt khiến niệm băng quên hết thầy ký ức không ngừng hiện ra giờ khắc này thứ hắn nhớ lại đầu tiên chính là nhãn thần tuyệt vọng của phụ mẫu trước khi hắn phát động không gian quyển trục kia ba ba mộ mộ niệm băng không thể báo thù cho các người rồi đột nhiên toàn thân nhẹ bẫng niệm băng phát hiện tựa hồ có vật gì đỡ lấy thân thể vốn đang lao xuống chuyển thành bay nghiêng toàn thân chấn động đã bắt đầu xoay tròn khi định thần thì hắn mới phát hiện mình đã nằm trên tấm lưng rộng lớn của gia lạp mạn địch tư mới trông như vậy và đã muốn trốn rồi nhân loại các ngươi thật sự là không biết giữ chữ tín từ thanh âm mà phán đoán gia lạp mạn địch tư tựa hồ cũng không hề tức giận quay xuống đáy động gia lạp mạn địch tư chấn niệm băng từ trên lưng bay lên lại dùng long chảo nắm thân thể hắn đặt trên mặt đất bởi vì trên người hắn vẫn còn hồng sắc quang mang khiến niệm bằng có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh hắn thông minh không hỏi gia lạp mạ địch tơ tại sao không giết mình ngẩng đầu nhìn hắn người có đói bụng không gia lạp mạ địch tơ sừng sốt hắn hiển nhiên không nghĩ tới niệm bằng sẽ có phản ứng như vậy gật đầu nói sườn lợn ngươi mới làm chưa đủ để dính răng ta niệm bằng hắc hắc cười nói vậy ta sẽ làm cho ngươi được ăn ngon một chút Vừa nghe thấy vậy thì gia lạp mạn địch tư lập tức hưng phấn lên, hào hào làm nhanh chút. Những mảng hữu của người kia lưu lại không ít tài liệu, phòng trưng đổ tan trên vài bữa rồi. Ơi, cho người vinh dự này, sau này người đúng là chuyên thự chủ sư của gia lạp mạn địch tư vĩ đại. Niệm băng gật đầu nói, nấu ăn không thành vấn đề, bất quá ta muốn biết người là như thế nào chạy lên phía trên được. Người thân thể lớn như vậy, nếu như từ bên cạnh ta bay qua, ta phải biết mới đúng à? Gia lạp mạn địch tư hừ một tiếng nói, hề hey, đồ đổ đần. Người đã quên hình thái mô phỏng ta đã nói ừ, ta có thể mô phỏng quang minh ma pháp và thủy ma pháp vì cái gì mà không thể mô phỏng không gian ma pháp vậy cự ly mấy ngàn trượng này trong cự ly của một cái thất dài trong nháy mắt là di chuyển đủ rồi niệm băng giật mình nói nói như vậy ngươi có thể bắt chước một hệ ma pháp bất kỳ hoặc ám cũng làm được Ra lạp mạn địch tư ngạo nghĩa nói đó là đương nhiên rồi chúng ta long tộc là kẻ sử dụng ma pháp trời sinh có thể thoải mái sử dụng ra cấm chú mà nhân loại các người nói cho dù là hệ ma pháp khác cũng có thể lấy một ma pháp của mình làm cơ sở mô phỏng ra ma pháp của phương tây kỳ thật đều là sai khác không nhiều mỗi loại hình thái ma pháp nguyên tố mặc dù bất đồng nhưng chỉ cần nắm vững được biến hóa của ma pháp ba động liền có thể mô phỏng ra bất luận một hệ ma pháp nào người muốn đương nhiên cái này nhân loại các ngươi không có khả năng đạt được mà long tộc chúng ta lại có thể mô phỏng ra hệ khác bao gồm cả kiểu giai trong toàn bộ kiểu giai ma pháp trở xuống mô phỏng mặc dù gia lạc mà Đệ tư nói rất mơ hồ nhưng vẫn cấp cho niệm bang một chút gợi ý mô phỏng đã là long tộc có thể mô phỏng thì nhân loại ma pháp sư tại trình độ nhất định có thể hay không mô phỏng đây có lẽ nhân loại không có ưu thế bẩm sinh của long tộc nhưng là chính mình bản thân có được băng hỏa lưỡng chủng ma pháp nếu như lúc vận hành lưỡng chủng ma pháp khiến cho trong đó có một loại mô phỏng một hình thái khác như vậy băng hỏa đồng nguyên mang lại nếu không có thể tạo nên uy hiếp gì chẳng những tu luyện càng thuận lợi mà còn chỉ cần hơi tăng biến hóa liền có thể càng thể hiện tốt ra uy lực của băng hỏa đồng nguyên Bất quá nếu như muốn tiến hành mô phỏng thì nhất định phải hiểu rõ được điểm tương tự của băng hỏa lưỡng chủng ma pháp. Bản thân nó tương với các loại biến hóa. Cái này yêu cầu thời gian dài để đích thân ngộ ra mới có khả năng đạt thành được. Làm cho một đầu long một bữa cơm tuyệt đối là một cái công việc vất vả, bao tử của rồng lớn bao nhiêu. Nếu băng bọn họ mang đến tài liệu cũng đủ hơn 30 người ăn trên một tháng, nhưng mà gia lập mặn địch thư một lần liền ăn một phần ba trong đó, Nịa băng mặc dù cố gắng làm vài thứ đơn giản hơn một chút nhưng một bữa tiệc này xong vẫn làm cho hắn mệt mỏi quá sức tùy tiện ăn chút gì ngồi ở bên cạnh thờ hồn hển từng hơi từng hơi gia lạp mà địch tử chậm rãi ăn trước mặt một bồn mỹ vị rau xanh Nịa băng tiểu tử là như thế này chậm rãi ăn thì có thể thưởng thức một vị ngon nhất của đồ ăn ư ta như thế nào ăn chưa ra cái gì người nói biến hóa à Nịa băng tức giận nói lão đại ngươi đừng có quên ngươi cuối cùng là một đầu long vị giác của long như thế nào có thể giống như người đấy xem ra vị giác của ngươi không đủ linh mẫn, tự nhiên là ăn không ra mỹ vị trong đó rồi. gia lạp màn địch tư ngừng ăn tức giận nói, mẹ nó, người cái hỗn tiểu tử như thế nào không nói sớm, hại ta ăn nhiều thứ như vậy cũng không lĩnh ngộ ra mùi vị ngon nhất. niệm băng ngẩn người bật cười nói, sớm nói, sớm nói thì có ích gì, người cũng không phải là ăn kiểu giống như thế này ư? Ừ. mà dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng địa băng đã phát hiện gia lạp màn địch tư này ngoại trừ một chút từ đại gia, tự hồ cũng không khó sống chung ít nhất lúc chính mình nấu cơm cho hắn, hắn thành thật vô cùng, thậm chí còn trợ giúp cho mình. Đối với chuyện thèm khát đồ ăn, hắn tựa như là một hài tử tham ăn. Dù sao cũng không ly khai được nơi này ngay được. Hắn rất khoát gác lại, cùng với gia lạp mặt địch tư ở chung cũng không phải là khó chịu như vậy. Vô nghĩa nói sớm đương nhiên là hữu dụng. người tính toán cái gì vậy? Ta biến thành nhân dạng không phải có vị giác của ngươi sao? Dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của niệm băng hồng sắc quang mang bao quanh thân thể gia lập mặt địch tư đột nhiên giống như sóng nước dẫn động lên không ngừng hướng thân thể khổng lồ của hắn tập trung lại. Dần dần hồng quang từng bước cường thịnh, quang mang trước mắt khiến niệm băng không thể nhìn rõ toàn bộ trước mặt. Hồng quang chợt thu liễm, khiến khi niệm băng khôi phục thị giác, trợn mắt há mồm phát hiện thân thể to lớn của gia lập mạn địch tư không thấy nữa, mà thay vào đó là một người, một người trẻ tuổi, nhìn qua thì niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm. Người này cao ngang ngửa với niệm băng, có một đầu tóc đỏ rực, mặc dù không anh tuấn như niệm băng, nhưng trên người lại tản ra một loại khí thế điên cuồng bá đạo một thân võ sĩ bào màu đỏ đậm tôn lên thân hình hoàn mỹ của hắn khí tức phát ra làm cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm cười hắc hắc hắn hướng niệm băng nói thế nào không nghĩ tới sao trên đại lục này còn không có sự tình gì mà gia lập bạn địch tư vĩ đại không thể giải quyết có chút không tự nhiên hoạt động lúc chính mình biến thành nhân hình thân mình chợt lóe đã đến trước mặt niệm băng niệm băng trợn mắt há mồm nói ngươi ngươi thật sự là gia lập bạn địch tư Gia Lạp Mạn Địch Tư nâng tay trên đầu hắn gõ một cái, đổ đần, người đã quên hai chữ vĩ đại, biến thành người, thân thái cảm giác của hắn càng rõ ràng, niên đầu trước mặt này cùng chính mình tuổi tác tương đương, niệm băng không khỏi lộ ra một tia cười khổ, cái loại sinh vật rồng này xác thật không thể dùng cách suy nghĩ của con người để đoán. Gia Lạp Mạn Địch Tư tiếp tục ăn bồn rau lớn kia, ai chả, quả nhiên hương vị không giống, không ngờ vị giác của con người cũng thật là hữu dụng à, mẹ nó, trước kia thực sự là mệt, xem ra không ngờ làm người tốt đấy. Mặc dù đã biến thành hình người nhưng dạ dày của hắn thì lại như trước là dạ dày của Long. Phan lượng một chút cũng không thay đổi giảm bớt. Một lượt đem đồ ăn niệm băng làm ra toàn bộ ăn sạch mới vỗ vỗ bụng thỏa mãn. Nằm trên đống tài bảo kia của chính mình. Niệm băng, ta rốt cục lĩnh hội được một vị biến hóa mà ngươi nói. Thật sự là kỳ diệu à. Nhân loại các ngươi làm thực vật đều là kỳ dị như vậy ư. Niệm băng từ trong quá trình ra là bạn địch tư ăn mấy thứ đã ổn định lại tâm thần của mình. Đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống nói. Cũng không hoàn toàn, nhưng mà đối với ta mà nói, chủ nghệ là một loại văn hóa đặc thù. Mà văn hóa chủ nghệ của nhân loại mênh mông vô biên, có rất nhiều thứ ăn ngon, là cả ta cũng chưa thấy qua. Trong nhân loại, ta quả thực là một chủ sư xuất sắc nhưng không thể nói là tốt nhất. Gia Lạp Mạng Địch Tư kinh ngạc, trở thân nhìn về phía Niệm Băng nói, nói như vậy còn có thứ ăn càng ngon hơn sao? Niệm Băng mỉm cười nói, đương nhiên là có rồi. Từ nay về sau nếu có cơ hội, ta có thể mang người đi mở mang kiến thức. Sau khi Gia Lạp Mạng Địch Tư biến thành hình người không biết vì cái gì, Niệm băng vốn e ngại đã biến mất rất nhiều. Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại, ngươi không phải đã đánh mất cái mặc áo đặt ti phong ấn chi bình ư? Ta xem người thế nào, dường như một chút cũng không có sốt ruột. Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng nói, có cái gì mà sốt ruột? Mặc áo đặt ti phong ấn chi bình không phải chỉ có một cái, tổng cộng có sáu cái bên ngoài, trừ cái ở ta, cùng với hai gám hệ Long Vương bên ngoài, còn có ở chỗ năm vị Long Vương khác. Trừ phi toàn bộ tìm được, một cái đơn độc căn bản là vô dụng. Lấy thì nhất định phải lấy trở về, nhưng lúc này cũng không vội. Niệm băng tò mò hỏi, này mặc áo đạt ti phong ấn chi bình không gian là vật gì vậy phải sáu vị cự long các ngươi đến thủ hộ gia lạp bạn địch tơ sắc mặt hơi đổi nói này ngươi không cần biết biết bí mật này rồi đối với ngươi tị không có gì hay còn có người nhớ kỹ cho ta ta là long vương không phải cự long long vương long vương và cự long thì có cái gì khác nhau các ngươi không phải do long thần phái thủ hộ đại lục sao long hiếu kỳ của niệm băng rất mạnh gia lạp bạn địch thiên ngạm nghĩa nói trước đây sau khi viễn cổ chi chiến trên ngưỡng quang đại lục có không ít các tộc đều bị hủy diệt. Thần giới thấy chúng ta long tộc không thích cờ vào trên đại lục này tiếp tục sinh tồn nữa. Bởi vì chúng ta đối với nhân loại mà nói thật sự quá cường đại. Vì vậy khiến cho long thần đại nhân tiếp nhận long tộc chúng ta đến thần giới. Khi đó, long thần đại nhân quyết định phái tại các hệ lưu lại một đầu cự long thủ hộ đại lục. Để chúng ta bày đại long vương tuyển chọn thủ hạ. Sáu tên kia thật sự là giả hoạt à? Lại đều lựa chọn chính mình lưu lại ta đương nhiên cũng không cảm lòng kém thế niệm bằng nói thật sự có tồn tại thần không thần giới có cái gì không tốt vì cái gì mà ngươi không muốn đi gia lập mạng địch tư nói thần cái rắm chó cái gọi là thần đều là do nhân loại các ngươi nói ra kỳ thật thần này là nhân loại các ngươi chỉ có điều bọn họ là nhân loại cường đại mà thôi tại trước viễn cổ đại chiến các loại ma pháp nguyên tố trên đại lục đều so với hiện tại dày đặc hơn nhiều đúng là khi đó trong nhân loại các người có một bộ phận tương đối nhìn xa trông rộng một mực khắc khổ tu luyện rất cổ khiến cho bọn họ đạt tới cấp độ cực cao hoàn toàn hơn hẳn năng lực của người cũng đúng là thần mà các người nói mấy gia hòa tự xưng là thần nhờ và pháp lực cường đại ở một phiến đại lục khác ngoài đại lục này bắt đầu xây dựng một địa phương đồng thời sử dụng ma pháp cường đại đem phiến đại lục kia phong ấn lại cái này cũng chính là thần giới mà ta đã nói cho nên cái gì thần giới ma giới loại gì đó đều là tồn tại ở cùng một chỗ đương nhiên thần giới là nhân loại các ngươi không có khả năng tìm được cho dù là kỹ thuật hàng hài của các ngươi sẽ phát triển bởi vì thần giới có kết giới thần kỳ bảo hộ các ngươi ngay cả phát hiện nơi đó cũng không có khả năng bất quá mấy kẻ tự xưng là thần này tự phụ cực kỳ cũng ký kết điều ước không ảnh hưởng tới nhân loại con người cố nhiên không thể dễ dàng đến thần giới thần ở nơi đấy cũng không thể trở về phía đại lục này của con người các ngươi nếu không một khi bị phát hiện liền bị tất cả các thần khác công kích Chúng ta, những lòng vương này trong nhân giới các ngươi là giới hạn tồn tại cao nhất. Nếu tới thần chi đại lục kia cũng chỉ vượt trên phổ thông cự long, chịu sai sửa của những thần này, ta thực không có hứng thú bị người khác quản thúc, đương nhiên là ở tại nhân giới là tốt nhất mà. Niệm hăng lần đầu nghe đồng về sự tồn tại của thần là thế này. Nghi đình nghĩ lại nói, nói như vậy người cũng có thể tu luyện thành thần. Nếu ta cố gắng tu luyện đến cái loại cảnh giới của thần này, có hay không liền có thể tiến vào thần giới kia, Gia Lạp bạn địch tư gật đầu nói, đó là tự nhiên, bất quá bây giờ không thể so với trước kia. Muốn tu luyện đến cảnh giới của thần không phải là chuyện dễ dàng. Nhân loại các người thọ mệnh có hạn, hơn một vạn năm qua ta còn không thấy qua tiếp dẫn sứ của thần giới. Bất quá hiện tại dường như có một ma pháp sư tiếp cận thần, có lẽ hắn có cơ hội chăng? Niệm băng toàn thân chấn động nói, người nói có phải là băng tuyết nữ thần tế tự của băng thần tháp? Gia Lạp bạn địch tư liếc niệm băng một cái nói, đúng là nhân loại tiểu nha đầu kia, thật không biết ả luyện như thế nào, nhưng là tín đồ đối với thần cực kỳ thành kính, khổ tu hơn 100 năm, cũng thật sự khó xử với nàng. Thủy chung vẫn duy trì sự nữ chi thân từ nhỏ tu luyện, khiến nàng có ưu thế người thường không có, cho nên mới có thể đạt tới thần hàng sư cảnh giới của nhân loại các ngươi. Bất quá khoảng cách nàng trở thành thần chính thức còn có nhiều cửa ải, Lần cuối khi ta cùng với băng long gia hỏa kia gặp nhau thì vẫn còn hơi hơn nàng. Hiện tại cho dù là chúng ta, chỉ sợ cũng vô pháp chân tránh thương hại đến nàng mà pháp của cái tiểu nha đầu kia quả thật rất lợi hại cái gì cả các người cũng đối phó không được với băng tuyết nữ thần tế tự ư niệm băng toàn thân kịch chấn giống như bị nước lạnh dội lên đầu toàn thân một trận phát lạnh sự cường hãn của cự long hắn đã kiến thức qua lại không nghĩ rằng cả kiêu ngạo như gia lạp mạn địch tư đều tự nhận là vô pháp sát tử băng tuyết nữ thần tế tự địch nhân cường đại như thế khiến cho chính mình khả năng như thế nào đối phó đây gia lạp mạn địch tử nói như thế nào người cùng tiểu nha đầu kia có kiểu oán sao nếu có ta khuyên người màu trắng quên đi. Nhà đầu kia đã là coi như bán thần chi thể, khoảng cách giới thần chỉ còn cách xa một bước thôi. Không ngoài 10 năm, thế nào cũng có thể tiến nhập vào trong thần giới, tự có thần giới tiếp dẫn sứ đến đem nàng đi. Theo tên bằng lòng kia nói, nhà đầu kia khi vẫn còn là rất nhỏ đã biết sự tồn tại của thần giới, mà liên tục khắc khổ tu luyện bằng hệ ma pháp, nhất định có thể đi tới thần giới. Hơn 100 năm cố gắng chính là vì một mục tiêu này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua nàng không? Địa băng trong lòng không ngừng lóe ra các loại ý niệm. Không, cho dù người lớn mạnh đi nữa cũng có sơ hở. Chỉ cần ta chịu nỗ lực, hết thảy đều có thể phát sinh. Gia lạp bạn địch tư kỳ quái cười một tiếng. Hờ <laughs> hờ, đương nhiên là có thể xảy ra. Tiểu nhà đầu kia cũng không phải là không hề sơ hở. Nhân tiện người nói đến, nếu người có thể phá sử nữ thân của nàng, nguyên khí băng thuộc tính kia của nàng liền sẽ bị phá bỏ khiến vĩnh viễn vô pháp tiến vào được cái cảnh giới của thần kia. Niệm băng sửng sốt nói, mà pháp sư muốn tu luyện đến cực hạn đòi hỏi phải đồng trinh chi thể sao? Ta như thế nào không có nghe nói qua. Giá lạp mạn địch tư hử một tiếng nói, đó chỉ là người cô lậu quả văn mà thôi. Các người ngay tại đây có chút ít mà pháp sư biết cái gì. Các người hiểu ít về ma pháp cũng là chuyện bình thường. Ma pháp sư muốn tu luyện đến cực hạn đương nhiên không cần đồng trinh thân thể, chỉ cần cố gắng lấy ma pháp nguyên tố trình độ trên đại lục bây giờ người đại khái tu luyện ba bốn trăm năm thì có thể đạt tới cảnh giới của thần bất quá người phải có thể sống lâu như vậy mới được mà người nói nhà đầu luyện tập bằng ma pháp kia là đã đi đường tắt cũng chính là lấy đồng trinh nhân thể tiến hành tu luyện trên hết nàng chịu nỗ lực lại có rất nhiều ma pháp vật phẩm phụ trợ mới có thể dùng hơn một trăm năm đã đạt tới cảnh giới bây giờ tiểu tử nếu cùng nàng có cái gì kiểu hận chỉ cần phá đồng chuyên chi thể của nàng khiến cho giấc mộng tiến vào thân giới của nàng thất bại. Vậy kiều hận gì cũng báo được. Có kiểu án không nhất định phải giết người. <laughs> Muốn báo thù khiến cho đối phương cực thống khổ mới là chân chính báo kiểu à? Thế nào? Có cơ hội, người sẽ di cưỡng gian nạn phải chứ? Ta giúp đỡ người, ta theo người bên cạnh xem náo nhiệt. Thế nào? Nếu băng sắc mặt liên tục biến đổi, Mặc dù bây giờ hình dạng của giá lạp Mạn địch tư thoạt nhìn thì rất tục tiễu, nhưng hắn nói lại không giống đùa. Ít ra, ta đối với lão yêu bà kia thật sự không có hứng thú gì. Huống chị ngươi đồng ý thả ta đi không? Giá lạp Mạn địch tư cởi khắc khắc nói, cười hắc hắc nói, thả ngươi đi thì đương nhiên là không được. Kỳ thật dù ngươi muốn cưỡng gian nàng cũng rất khó đắc thủ à, trừ phi ngươi có thực lực rất cao so với ả. À? Nhưng ngươi không có khả năng này, ít nhất trong 100 năm không có khả năng. Nịa băng tiểu tử thẳng thán mà nói, nha đầu kia mặc dù lớn hơn chút tuổi, nhưng thân thể cơ năng bởi vì dài năm tu luyện băng hệ ma pháp mà bảo trì tốt lắm. Cùng thiếu nữ cũng không khác. Đáng tiếc ngươi làm không được. Nếu không cưỡng gian nào, quả thật là lựa chọn không tệ. Vừa có thể chính mình sảng khoái một chút, còn có thể báo thù nhiều sự mỹ diệu à. Niệm băng trận mắt há mồm nhìn hắn nói, ta bây giờ thật sự hoài nghi, ngươi đến cuối cùng có phải là rồng? Rồng đều giống bộ dáng này của ngươi ư? Gia Lạp Mạng Địch tư cười hư một tiếng. <laughs> Ở trên cái thế giới này, muốn tiếp tục sinh tồn càng tốt thì phải biết biến báo. Lấy lợi ích của chính mình làm trọng. Đúng là bởi vì ta hiểu được điểm này mới có thể trở thành kẻ tuyển chọn kế tiếp của chức vụ long thần. Tiểu tử, ngươi không cần nói cho ta biết, ngươi báo thù còn muốn quảng minh chính đại. Đương nhiên, không cần có thể báo thù, việc gì ta cũng làm được. Trong mắt lóe ra lãnh quang nhàn nhạt, nhạt, niệm băng hai nắm đấm nắm chặt. Gia lạp mà địch tư thản nhiên nói Xem ra người cùng tiểu nhà đầu băng tần tháp kia đúng là có kiểu oán à Bật quá người muốn báo thủ cần phải nhanh một chút Mười năm từ đây về sau Người ta có thể đã tới thần giới rồi Khi đó người còn có thể có cơ hội gì Niệm băng cười khổ nói Ta hiện tại hình dạng này còn có thể báo kiểu không Người đồng ý thả ta ra ngoài chứ Gia lạp mà địch tư cười hắc hắc nói Ta chỉ nói không thả ngươi Nhưng chưa nói qua không thể ra ngoài Người không phải nói bên ngoài có rất nhiều cái ăn ngon đó phải không? Chúng ta có thể ra ngoài xem. Người đối với nhân loại quen thuộc, chỉ cần có thể dẫn theo ta ăn được mỹ thực, không cần nhất định phải ở chỗ này. Người nghĩ rằng ta nguyện ý cả ngày ở chỗ này, còn không là Long Thần Đại Nhân bảo ta tu luyện Long Thần Chí Cả Chú Pháp mới không thể lưu tại chỗ này. Bây giờ chú Pháp của ta đã thành công. Rốt cục có thể đi ra ngoài chơi bời rồi. Quỷ mới nguyện ý lưu lại. Vừa nghe những lời này, địa băng không khỏi trong lòng đại động, người nói là người muốn dẫn ta ly khai nơi này đến các nơi đại lục thưởng thức mỹ thực sao gia lạp bạn địch tư lắc lắc tai nói không 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 ngươi không được lầm không phải ta muốn mang ngươi rời đi mà là ngươi dẫn ta rời đi thưởng thức mỹ thực đương nhiên ngươi phải nghe ta niệm băng nở nụ cười hắn không nghĩ tới chính mình còn không tìm ra biện pháp ly khai nơi này gia lạp bạn địch tư ngược lại đề xuất phải ly khai đi các nơi ăn các thứ đó còn không phải là tự mình nói đi chỗ nào liền đi tới chỗ đó ư Mặc dù tự do hạn chế một mức độ nhất định, theo góc độ khác để nghĩ có gia lạp mạng địch tư đi theo, không thể nghi ngờ giống như chính mình bên người dẫn theo một vô địch bảo tiêu à? Gia lạp mạng địch tư vĩ đại à, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Niệm băng đã làm tính toán kỹ lắm. Gia lạp mạng địch tư hờ một tiếng nói, thương lượng cái gì, ta còn cho rằng ngươi đã quên nên dưng hồ với ta như thế nào chứ? Niệm băng mỉm cười nói, như thế nào lại quên đi, có thể nấu cơm cho ngài là vinh hạnh của ta, bất quá ngài cũng biết làm chủ sư của ngài nếu như ma pháp của ta quá kém chẳng phải làm ngài mất mặt ư lúc ta đến hình như nhìn thấy ngài nơi này có không ít ma pháp thư nếu có thể học được một ít thứ của nó có lẽ ta nghĩ có thể nghĩ ra nhiều phương pháp phối hợp trôi chảy hơn ngài xem có phải là gia lạp mặt địch từ ánh mắt trừng lên hào à người cũng dám nhớ bả bối của ta đừng có nằm mơ cách đọc ma pháp thư này là dùng thượng cổ văn tự viết thành cho dù ta cho ngươi ngươi xem cũng không hiểu niệm băng có chút thất vọng nói Ai, thật sự một chút xem cũng không hiểu. Hết. Đó thật sự là rất đáng tiếc à. Xem ra nếu khi gặp được nguy hiểm cũng chỉ có thể do ngài bảo vệ ta mới được. Đáng tiếc, ngài không thể trực tiếp với nhân loại xuất thủ mà ma pháp của ta lại quá nhược tiểu. Giác lập mặt địch tư nghiêng đầu nhìn niệm băng. Tiểu tử ngươi không cần phải đả phá chủ ý của ta. Xem lúc ngươi nấu cơm quả thực ăn rất ngon. Ta cao hứng tự nhiên sẽ chỉ điểm ngươi một ít mà pháp bí quyết. Bất quá ngươi phải làm thỏa mãn bao tử của ta mới được. Nếu ta thấy chán những thứ ngươi làm, nói không chừng thẳng tay đem đầu ngươi vặt xuống. Niệm băng trong lòng mừng rỡ, xem ra lập mạng địch tư thực sự cường đại như vậy. Nếu có thể nhận được một chút chỉ điểm ma pháp của hắn, đối với chính mình băng hỏa đồng nguyên ma pháp tự nhiên có thật lớn trợ giúp. Vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, thật là một trong chủ sư giỏi nhất của ngưỡng quang đại lục, nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng. Vậy ngài bây giờ có thể hay không đầu tiên dạy ta chút tri thức về hình thái mô phỏng? Ngài cũng biết ta có lại ma pháp, nhưng bây giờ lại không thật dễ dàng không chế chúng. Cái này đã kìm hãm ta về phương diện phát triển ma pháp, muốn để thăng cảnh giới càng cao càng cực kỳ khó khăn. Ta mệt rồi, sau này nói sau đi. Người trước tiên đem mà pháp lực khôi phục đi đã. Đợi mấy nguyên liệu đều ăn hết sạch sẽ hết thì chúng ta liền giờ đi nơi này. Đến bên ngoài tìm đồ ăn ngon. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 33 của Băng Hỏa Ma Chủ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 34.